Cưỡi trên lưng những chú chiến mắt kiêu hùng, tựa như con Bucephalus và Alexander Đại Đế năm xưa. Cầm trên tay những thanh gươm sáng loáng, họ cầm lên những tiếng hô vang như sấm rền và lao vào chiến trường như những tia chớp giật trên bầu trời. Đó chính xác là những từ ngữ mà người ta thường dùng để mô tả về những lực lượng kỵ binh oai dũng trong lịch sử. Từ những chiến binh thiện chiến, trung thành, kỷ luật bậc nhất lịch sử thế giới đương đại, trải qua toàn bộ những thử thách khắc nghiệt tưởng chừng vượt ngưỡng giới hạn con người, họ mang theo sứ mệnh cống hiến cho sự thịnh vượng và danh dự của cường quốc mạnh nhất thế giới. Vâng, đó chính là những gì người ta mô tả không chỉ về lực lượng đặc nhiệm siêu của Hải quân Hoa Kỳ, đó còn là những chiến binh tinh nhuệ thuộc Quân đoàn Hàng không đặc biệt, là đơn vị đặc nhiệm thuộc Quân đội Hoàng gia Anh SAS. Xứng danh là vị vua bất bại trên mặt đất, được xưng tụng là bá chủ chiến trường trên bộ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các đơn vị bộ binh kẻ thù, và là vị thần hộ mệnh đối với các chiến sĩ đồng minh, T-14 Avatar. Xứng danh là vị vua bất bại trên mặt đất, được xưng tụng là bá chủ chiến trường trên bộ, cơn ác mộng khủng khiếp nhất của các đơn vị bộ binh kẻ thù, và là vị thần hộ mệnh đối với các chiến sĩ đồng minh, T-14 Avatar.